Vào một ngày đẹp trời, có một anh chàng đẹp trai, siêng năng, mạnh mẽ lên trên núi để bắt đầu làm việc. Công việc thường ngày của anh ta đó chính là đào than. Nhưng mà từ đã, các bạn hãy nhìn xem, anh ta đang dùng tay để lấy than đấy. Tôi cảm thấy đầu óc anh này không được bình thường lắm. Chàng trai vui vẻ trở về nhà sau một ngày đào than vất vả mà không có cục nào. Tôi chắc chắn rồi, anh ta bị khùng. Giờ mà để về tới nhà thì cũng phải đến tận tối. Nhưng mà may sao, dưới chân anh ta là những con đường xuống núi một cách thật là nhanh chóng. Chàng trai có 3 sự lựa chọn. Một là anh ta có thể leo cầu thang xuống một cách từ từ. Hai là anh ta có thể nhảy xuống một cái hồ nước phía dưới. Phương án cuối cùng, anh ta có thể nhảy xuống những khối chất nhờn mà không bị làm sao cả. Cậu ta đứng trên núi, nhìn phải, nhìn trái, nhìn lên, nhìn xuống để tìm sự lựa chọn. Sau một lúc lâu, cậu ta chạy vào gương, đem ra một con thuyền. Chàng trai định làm gì đây? Vâng, anh ta quyết định nhảy xuống. Xui cái là cậu ta không đáp lên thuyền, mà đáp thẳng xuống mộ luôn. Sau câu chuyện này, tôi chỉ muốn cho mấy ông rút ra một bài học thôi. Đó chính là đừng nên thể hiện quá làm gì. Lưu ý, những sự việc diễn ra từ nãy giờ là do một thanh niên nào đó giấu tên làm, chứ không phải là tôi. Tại vì tôi làm sao mà ngu được như thế cơ chứ. Thế là anh ta đã được chuyển sinh sang một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới luôn luôn tồn tại thứ được gọi là nguyên hồn. Chúng xuất hiện dưới dạng những con quái vật đáng sợ đe dọa đến nhân loại. Sức mạnh được chia theo giai cấp khác nhau, từ bình thường, đặc cấp, vân vân. Để chống lại mấy cái thằng hổ báo này thì tồn tại những người được gọi là chú thuật sư. Những người có khả năng điều khiển chú lực với sức mạnh đặc biệt bảo vệ thế giới này. Tôi thề với mấy ông luôn, hai phe gặp nhau là bay vô múc liền, xem nhau với chó với mèo ấy. Tôi thì khác, tôi chỉ là một người đứng trung lập thôi nên gặp ai cũng múc hết. Tại vì trong video này mình chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi. Đó chính là hóa thân thành một chú thuật sư, đưa các bạn vào thế giới này để khám phá. Còn đi về đâu thì tôi không biết. Bây giờ thì không đợi các cậu để lâu nữa. Nếu mấy ông thấy video này hay, nhớ để lại cho tôi một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tôi nghe. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì let's go. Vừa chuyển sinh sang thế giới này thì mình được vứt kế bên biển luôn đây nè. Xung quanh tôi toàn là nước. Ê, nhưng mà có một điều mình hơi bất mãn ấy. Game vứt cuốn sách trước mặt đây nè, bắt tôi phải tự lại nhặt ấy. Không tôn trọng người chơi một tí nào luôn. À mà thật ra mình bốc phét cho vui thôi. Chứ game vứt lên tay đàng hoàng. Với cái cuốn sách này thì mình có thể chọn được nhân vật khởi đầu ấy mấy ông. Nào là Itadori, Fushiguro, Geto, Inumaki và thầy Gojo. Trong các nhân vật ở đây thì mình rất thích thầy Gojo luôn. Vừa ngầu vừa đẹp trai nên tôi quyết định chọn thanh niên Itadori. Chọn xong thì mình được ban phát cho bộ đồ của một chú thuật sư đây nè. Nhưng mà nhìn phèn quá. Bên cạnh cái bộ đồ này thì mình còn nhận được thuật thức của thanh niên Itadori nữa. Nhưng mà nó lạ lắm. Sau đây sẽ là chuyên mục review. Chiêu đầu tiên thì nó phóng ra cái gì đó bùm bùm chiếu chiếu. Thế là xong rồi đó mấy ông. Chiêu tiếp theo thì tôi đứng một chỗ tôi quơ, tôi gãi, tôi quẩy cái gì không biết nữa. Nhìn như mấy thằng thiểu năng đập mũi vậy ấy. Thế mình còn có thể chứng trưởng ra cái gì y như cục cướp mũi luôn đây nè. Nhưng mà nhìn tệ quá. Bộ thuật thức nghe nó êm dịu quá mấy ông ơi. Giờ đã là chú thuật sư rồi nên tốc độ chạy của tôi phải nói là cải tiến được khá nhiều luôn. Nhanh thật đấy. Nhưng mà bỏ cái sức mạnh của chuối của bản thân qua một bên đi. Nãy giờ tôi địa cái gương bảy sắc cầu vòng lâu lắm rồi đó. Phải qua húp lẹ thôi. Nhưng mà từ đã Axolotl á. May mắn thôi. Nhưng mà hiện tại không có show. Bắt bỏ vô quần à. Có duyên nhưng chẳng có phần. Hẹn em lát nữa nha. Thì húp cái gương kia đã. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng cái hộp sặc sỡ này là một cái gương thôi. Nhưng mà mở hoài không được ấy. Lây hoay một hồi mới nhận ra đây là một cái gương. Nhưng mà phải đấm như này đây. Sau khi nó đi thì nó để lại cho tôi một cây dùi cui. Chả biết để làm gì nữa. Đấm cái này à. Thôi thì đem về giả gạo cũng được. Mình có bấm nhầm một cái nút gió. Thế là nó bùm một phát tôi bay bò lên trời luôn. Xém tí nữa hồng bay phát lạ phải không. Gì ghê vậy. Tưởng cây dùi cui thôi chứ. Nó làm lỏ một lỗ chà bá luôn nè. Ghê thiệt đấy. Đúng là đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, mình quyết định tiến vào căn nhà kế bên để chơi luôn. Trong này chả có gì ngoài mấy con cá cả. Nhưng mà trời định sẵn hay sao ấy, trong gương có cái xô luôn nè. Mình chạy ngay ra ngoài biển bắt con Axolotl thôi. Hai chúng ta đã được định sẵn là của nhau rồi thì có chạy đằng trời nha. Nhưng mà riêng mày thì không, cút. Mình có ghé đến bờ một tí chủ yếu là để thử hết mấy cái tuyệt chiêu còn lại của cây dùi cui nè. Mà công nhận thuật thức của cây này phải nói là bá đạo thật sự, nhìn màu mè hùng hổ lắm mấy ông. Có một điểm chung là chúng nó đều liên quan tới sấm sét cả đấy. Thử thuật thức chán chê rồi thì mình quyết định bơi qua mấy con thuyền ở ngoài khơi luôn.
Tôi nghĩ là với cái sức mạnh này thì mình sẽ làm thử thách 6 ngày 6 đêm quẩy tưng bừng cái tàu hải tặc luôn. Let's go. Mà từ từ đã. Mày xích chọi không? Biết tao là ai không? Sau khi bơi qua đây rồi thì mình mới thấy sai sai á. Tôi có đem theo cái gì đâu mà lên trên đây được ta. Bây giờ lên bằng cách nào? Niềm tin à. Hấp tấp và phải trả giá ấy. Thế là mình phải lết xác quay về thôi. Mà cái gì đây? Tự nhiên đang đi, đang yên, đang lành, sắm chết đùng đùng luôn. Tôi cảm thấy cái thế giới này bất ổn rồi đó nha. Đáng sợ quá. Mình định sẽ qua đây chặt gỗ thôi, nhưng mà đối với một thằng lười ấy thì luôn tìm cách để đi nhanh mấy ông ạ. Vào húp gương của mấy ông dân làng cũng khó, làm gì phải chặt cho nó mệt đúng không? Ăn trộm có dòng thôi mà trời tối mất tiêu rồi. Giờ qua bên thuyền quậy cũng không được bao nhiêu. Thôi thì để sáng mai chiến ha mấy ông. Giờ thì tôi sẽ mở party vậy. Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì một ngày thành công bằng cách nướng cá đây nè. Mấy ông ăn không? Nhiều quá tôi ăn không hết đấy. Đùa chứ, của tôi hết không cho đâu. Tối đó mình ăn cá một mình sình bụng luôn. Đang chơi vui làm cái đùng nữa rồi đó. Đáng sợ quá. Thôi đi vô nhà ngủ cho nó lành mấy ông. Lát nữa lủng một lỗ ngay đầu ấy. Sáng hôm sau thì mình bắt đầu quay lại con thuyền để quẩy thôi. Mà trước tiên phải chế tí đồ cái đã. Nên làm gì đây ta? Giờ sức mạnh này tôi nghĩ không cần nhiều đâu. Một cái rìu là đủ để chúng ta đi lên trên con thuyền thôi. Việc còn lại để tụi thức lo. Mà bắt lóc lên từ từ thì không chịu đâu. Thích thể hiện mấy ông. Đứng gần gần như nè. Xong rồi dùng cái chiêu của cái gì cui bay lên cái eo. Định đáp xuống bằng sâu nước ấy. Cũng may lúc này đáp thành công ấy. Chứ không là chết bằng thể hiện rồi. Nhưng mà vừa lên được tới nơi thì chúng nó lại bắn tôi gớt xuống nữa nè. Cay không chứ gì. Mà để lên được cái con thuyền này không dễ dàng một tí nào. Mình phải trải qua bao nhiêu là sự ức chế cay cú luôn ấy. Mấy ông xem nè. Có tức không chứ lại. Vừa lên nó bắn gớt xuống hoài luôn. Lát lên bẻ cùng hết. Nói là làm. Vừa lên tới nơi mình định dùng cây dùi cui gõ ký đầu tụi nó rồi đó. Nhưng mà không ổn tí nào. Tụi nó đông quá. Mình đành phải rút lui chui xuống bon tàu và đi trốn thôi. Ai da, nam tử hán như vậy thì chết rồi. Nói chứ mình chơi theo chiến thuật bắt lẻ mấy ông ạ. Tôi xuống đây tôi canh mấy thằng nào đi lạc lạc á, tôi hẹ nó đi luôn. Chứ đông quá không chọn cũng què đó. Giải quyết xong mấy thằng ở dưới này thì mình bắt đầu phá cái lồng spam luôn. Và trong gương có một đống đồ luôn nè, sắt nhiều lắm. Xứng đáng nãy giờ bị ăn đập sấp mặt. Lướt được mấy cục sắt con người của tôi nó phất lên hẳn luôn. Mình bắt đầu hổ báo hơn, đi lên cho thuyền nó lủng mấy lỗ luôn. Và đương nhiên rồi đó chỉ là về thể xác thôi, còn tinh thần nữa. Chúng nó bắn tôi như này đây. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá. Nó đánh mình bao nhiêu thì bây giờ tôi phải trả lại gấp ngàn lần mấy ông ơi. Mà công nhận cái thuật thức của tôi hay ghê. Đứng từ xa chưởng chưởng mấy anh này mất tiêu luôn. Từ đó tới giờ mình cũng chơi Minecraft nhiều rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy một thằng người xương nào có thể bắn cung với một cái tốc độ bàn thờ như thế này luôn. Cung mà nó bắn làm như sáo nòng ấy. Sợ thật. Mình đang đứng xem mà sáo nòng diễn xiết ở đâu ra thêm một thằng Ske bẩn ủng kim cương à. Nó lại nó dẫn kia xuống biển hai thằng bắn lộn luôn. Sao vậy? Nó hết quan tâm tới tôi rồi mấy ông ạ. Tôi bây giờ kiểu dư thừa đấy. Chả hiểu hai thằng bắn nhau kiểu gì mà xem mãi không thấy nào chết. Có trúng đâu mà chết. Tài bắn cung thiện xạ thật đấy. Hai bạn thì là hời hước. Mình có làm lõm một lỗ trên con tàu nè. Thế là nó lòi ra quá trời gương luôn. Đúng là người tốt luôn gặp điều may mắn thôi. Sáng hôm sau trước khi ra đi thì mình có dành ra một ít thời gian để phá banh con tàu này luôn. Đúng là một người tốt. Chúng mày sẽ không còn nơi trở về nữa đâu. Vừa bơi vô chưa kịp tới bờ nữa thấy có thanh niên nguyền hồn đứng chờ sẵn rồi đây nè. Mặc dù biết nó là người xấu rồi đó nhưng mà mình muốn tìm hiểu kỹ càng rồi mới quyết định. Tôi lại tâm sự với nó mà chưa sủa được, à nhầm, mà chưa nói được câu nào nữa. Nó đấm tôi lên bờ xuống ruộng, nó đẩy nó hịa tôi quá trời. Thì ra mày chọn cái chết, mày biết tao là ai không? Ông Hoàng Quách Phét đấy. Thế là mình cũng chưởng nó không thua kém đâu nha. Quánh nó từ ngoài biển vô tới trong bờ luôn mấy ông. Thằng này được cái có ngoại hình hơi đáng sợ hù mấy đứa con nít thôi chứ sức mạnh yếu xìu à. Cứ tưởng khi nó chết thì sẽ không gớt ra cái quần què gì hết ai ngờ. Mình nhìn kỹ trong kho đồ mới thấy có viên sô cô la nè, mình ăn vào mồm luôn và nhận thêm được một kỹ năng. Mỗi tội không biết dùng. Làng này thì giờ cũng không còn gì cho nó chơi hết mấy ông. Nó tan hoang lắm rồi. Nên mình quyết định là đi bơi cái quay ton. Rồi bắt đầu lên đường khám phá phiêu lưu tiếp thôi. Trên đường đi mình có ghé ngang qua một cái khu gần. Nhưng mà gần thì có gì đâu lạ đúng không. Nhưng mà hôm nay đối với tôi nó lạ lắm. Không biết cái thằng mất dạy nào. Nó chặt gỗ mà nó chặt nửa khúc không mà mấy không. Thiếu ý thức thật đấy. Tối đó mình có ghé ngang qua khu đầm lầy. Gặp một con rồng gì mà vừa đẹp vừa lấp lánh thật đấy. Mà mỗi tội chỉ đẹp ngoại hình thôi chứ không có đẹp nết. Vừa gặp lao vô tấn công tôi rồi. Mình trưởng ly trưởng lệ luôn mà nó có lại gần tôi được đâu mấy ông.
đang đấm nhau với nó thì không hiểu đâu ra. Mình nghe tiếng nhạc vinh quẩn bên tai mấy ông ạ. Tôi nhớ là lúc này đang uống có bật nhạc đâu ta. Đêm rồi mà nhìn qua thì mới thấy một thanh niên gì đó, một cái cây siêu to khổng lồ, đã gắn hai cái thùng âm ly hai bên kìa. Đam mê âm nhạc thế. Được rồi, lát tao qua chơi với mày nhá. Giờ tôi phải xử lý cái con gồng bật ôn này cái đã. Mỗi tội nó tới 200 tim lận, quánh muốn lú người luôn á. Thôi anh đi lẹ giùm em đi, tốn thời gian quá. Sau khi nó chết thì để lại một cái viên sô-cô-la đây nè. Mình cũng ăn vào mồm luôn, đang đói thèm nữa. Thì được thêm một kỹ năng mới nè. Không hiểu sao cái anh thùng âm lê nhìn to con thế thôi. Mình hỉ mỗi cái nhẹ chết mất tiêu. Thật ra tôi không cố tình đâu mấy ông, tôi bấm nhầm mà. Tôi đang định đẩy nghe nhạc mà thấy quái nào chết luôn cơ chứ. Tối hôm đó thì mình có gặp một thanh niên đầu trọc bị nguyền rủa tên là Eso gì đó mấy ông. Và đương nhiên rồi, với tư cách là một chú thuật sư hiện tại thì mình phải đấm anh ta thúc găng vào luôn. Đấm nhau thì rõ lâu mà chết thì không cho tôi gì hết à. Thất vọng quá. Tối hôm đó mình còn gặp một dân chơi thứ thiệt nữa, chú Linh đặc cấp đó mấy ông, Daron nè. Một nguyền hồn mà có thù hận với biển cả ấy, cho nên là thuật thuật tàn là phóng nước rồi phóng cá ra vô mặt tôi. Mà với sức mạnh hiện tại thì tôi nghĩ quánh không lại đâu, thế nên là trốn trên cây luôn. Sáng đến mình bị nhóc ăn hiếp nè, ký đầu cái nhẹ chết mất tiêu luôn, nhận được cái thành tựu gì tôi cũng không biết nữa. Kế bên có một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, mình có vào chơi thử luôn, mà trong này cũng không có gì đặc biệt hết á, như một cái lớp học vỡ lòng. Trong gương thì làm tôi thất vọng vãi nồi luôn à, toàn là sách với sách thôi. Tại sao lại bắt tao học, tao đã học quá đủ rồi. Cút đi, chúng ta không thuộc về nhau nha. Vừa bước chân ra ngoài mình có gặp được mấy con rết đây nè, nhìn tởm quá nên tôi quyết định là giết hết, xong rồi lấy thịt tụi nó ăn luôn. Thật ra đây là mấy cái viên bi thuật thức đó, chứ không phải đồ ăn sô-cô-la gì đâu nha mấy ông. Sau đó thì mình có ghé lên núi một tí, chủ yếu là để đào than. Tại vì nói ra nó hơi thô, nhưng mà thật, trong cái thế giới này tôi ăn như heo vậy ấy, chưa bao giờ là đủ cả. Tại vì có vẻ như mình chạy hơi bị nhanh nên đói cũng nhanh nữa ấy. Đào than xong thì mình có gặp vài bé cù nè, thế là tôi tiện đi hết luôn kiếm tí thịt nữa. Mà không hiểu sao giờ tôi giống Saitama thật đấy, đấm phá chết luôn à. Nói chung giờ cũng có cái ăn rồi đó, cuộc sống ổn định một tí rồi. Mình có tiến sâu vào trong rừng, gặp được cái nhà gì đó cao lắm đây nè. Vừa bước vào trong, đập vào mắt tôi là thứ mình đang cần luôn, đó chính là kiện gươm đó mấy ông. Thức ăn đây rồi. Lấy này về ăn chay, mốt đỡ phải đi sát sanh cho mệt. Bơi xong hết đống kiện gươm thì mình tiến lên tầng 1. Và tôi khá là bất ngờ luôn, trên đây là lòng sữa bám mấy ông dân làng Thay Ma đây nè. Mình nhanh trí cắm đuốc để giữ lại cái lòng spam này, để sau này có vả quá quay lại chữa trị đổi đồ mấy ông, cần gì thì cứ lấy, quá thông minh tụi gì kinh doanh. Không hiểu vì sao mà trong gương lại có cái chứng triệu hồi chó sói thế này. Lần đầu tiên thấy luôn ấy. Trong cái nhà này có rất là nhiều gương luôn, mà đa số toàn đồ linh ta linh tinh không à. À không, có cả kim cương luôn nè, tôi sai. Vừa lên đến tầng cuối tôi đúng kiểu bất ngờ bất ngờ luôn. Một cái khu enchant đấy, mình lỡ tay dùng thuật thức cái lủng lỗ luôn. Bất ngờ quá khùng luôn mấy ông ạ. Mà làm gì thì làm, trước tiên tôi phải xử lý mấy cái thằng ôm này cái đã. Nó cứ chọi thuốc vô đầu tôi hoài, khó chịu cực kỳ ấy. Mà mấy ông biết ở đây, mấy thằng phù thủy khùng này nó chọi không chết được đâu. Nó tàn chừa lại nửa tim thôi. Nó làm cho người ta cảm giác hồi hộp, bồn chồn ấy. Xử lý xong tụi nó thì mình tiện tay lấy cái bàn enchant, rồi bơi luôn vài chồng sách về, sau này đỡ phải trồng trọt cho nó mệt mấy ông ạ. Kế bên cái nhà cao cao đó mình còn gặp được một cái lâu đài thời Trung Cổ thì phải. Người ta đã muốn tu tanh dưỡng tánh không ăn trộm nữa rồi. Cái thời thế nó cứ ép buộc tôi không rồi mấy ông, lại phải xách ít vào. Vào trong thì mình khá là chán ván luôn. Tại vì ở đây đầy đủ tiện nghi quá à. Có cả gương Ender luôn nè. Mỗi tội là ở trong không có cái nịt gì hết trơn á. Từ bé tới giờ chưa gặp cái nhà nào mà như thế này luôn ấy. Không lẽ chuyển sang sống ở đây luôn ta. Mà không chịu đâu, mình còn muốn đi chơi thêm cơ. Mình có đập luôn cái gương Ender, chủ yếu là lấy mấy cục hắc diêm thạch á, mặc dù không biết để làm chi nữa. Mấy cái gương trong nhà này còn có cả kim cương luôn đây nè, giàu đấy. Được có cái tầng hầm là đáng để ở chơi thôi đó. Còn mấy cái tầng ở trên thì nó thiệt là nó hoang sơ mà nó đáng sợ kiểu gì ấy, toàn là tơ nhện đất đá không à. Mình có đi lên trên tầng cuối cùng và lại một lần nữa thư viện à, thôi. Tao đã nhiều sách lắm thôi đấy. Ơi mấy ông, tôi vừa phát hiện được một thứ rất là hay luôn á. Các bạn nhớ bình tĩnh nha, đừng xỉu ngang xỉu dọc nữa. Làm sao mà lại có một chiếc xe máy ở đây cơ chứ. Đó tới giờ đây là lần đầu tiên tận mắt thấy một chiếc xe ở trong Minecraft luôn ấy. Nhìn mới toanh à, không biết của ai đây. Leo lên cử luôn nhờ. Của ai tôi cũng chơm luôn, thích quá thì phải làm sao.
Ui, tôi leo lên tôi phóng luôn nè mấy ông. Tiếng bồ cũng xịn lắm chứ phụ. Mà cái xe này làm thật lắm, tông lực luôn đây nè. Tôi lại tí hệ mấy người này té lên té xuống buồn cười lắm kìa. Mỗi tội cái xe này nhanh quá, điều khiển hơi khó mấy ông ạ. Nhìn đáng thương quá. Tôi tông nó kìa. Lái chán chơi đến tối thì mình cũng quyết định rồi, chúng ta nên dừng lại thôi. Mình sẽ đặt cho nó một cái tên rồi để đây mấy ông ạ. Tại vì hiện tại tôi chưa có bằng lái ấy, công an bắt chết. Nó giỡn chứ mình nó hơi khó lái ấy, mình đặt cái Wayton ở đây sau này có nhà cửa đàng hoàng đem nó về ha. Mà mấy ông nhớ nhắc tôi nha, quên như thằng khùng là tôi giận á. Mà mấy ông an tâm đi, thấy mấy bạn nhắc khá là nhiều nên mình có dẫn thằng khùng về rồi nha. Thương nó lắm cơ. Tối hôm đó tôi còn làm ra một cái ba lô to nữa để chúng ta chứa đồ ăn chạm cho nó nhiều chứ giờ cũng chật gương rồi đó. Giờ thì cứ chơi thôi, không phải sợ điều gì nữa cả. Kế bên mình nghe tiếng đánh nhau y xèo luôn, cứ tưởng là ai, hóa ra là hai đồng nghiệp của tôi đang đánh nhau với thằng lùn nào đó. À, ông này già rồi, con xin lỗi ông nha, ông lùn thiệt mà. Thì ra là Kasumi và Itadori mấy ông ạ. Nè, anh em sinh đôi của tôi đó. Anh em nghe tên quen không? Đúng rồi, hiện tại tôi cũng đang làm thuộc thức của Itadori luôn đó. Hai anh em cùng cha khác ông nội, giống nhau như hai giọt nước, mà nước miếng với nước ngọt. Đang tâm sự với người anh em, tự nhiên ở đâu ra có một thằng người xương mà nó bị nguyền rủa ấy mấy ông. Mình giết nó, nhận được ngón tay của Sukuna luôn đây nè. Ghê thiệt. Nè thằng này, bỏ bạn tao ra nha. Với cái ngón tay này khi ăn vào thì mình sẽ nhận được sức mạnh của Sukuna ấy, tôi sẽ trở nên một cái đẳng cấp lợi hại hơn. Nhưng mà các bạn nhìn xem, nó gớm quá à, không dám nuốt vào mồm ấy. Thôi nè, mấy ông ăn đi, tôi nhường á. Đấy. Nói chứ thứ tôi cần hiện tại đó chính là sức mạnh. Chúng ta phải sống sót trong cái thế giới này, gớm ghiếc bây giờ còn quan trọng gì nữa chứ. Đấy, ăn xong mình nhận được một đống thành tựu luôn đây nè. Chưa hết đâu, bây giờ mình có thể biến thành Sukuna luôn rồi đó. Nghe cái tiếng cười hơi đẻo một tí. Mà đẻo thiệt mà. Mình được lên hẳn một đống tim luôn. Bên cạnh đó mình còn học thêm được vài chiêu thức mới nữa. Nào là phóng cái gì lửa lửa bùm bùm chiếu chiếu nè. Nhìn hùng hổ thiệt đây. Mình còn có một thuật thức đặc biệt nữa, đó chính là triệu hồi ra một cái gì đó ấy. Nhìn ghê lắm nè, mà tôi không biết gọi sao cho đúng nữa. Mấy gạch lúa vậy. Nó chém hết mọi thứ xung quanh luôn nè mấy ông thấy không? Cây lá đồ rụng hết trơn luôn, đặc biệt. Mấy ông thấy không? Cái căn cứ của bọn cướp ở trên kia cũng còn đúng cái thiệt luôn. Ghê thiệt, cắt hết rồi. Ngoài ra mình còn sở hữu một kỹ năng gọi là chém gió nữa, rất là thích hợp với tôi luôn. Và một cái tuyệt chiêu gì mà chém mà ra máu luôn nè mấy ông. Tôi không hiểu vì sao mà người anh em Itadori của tôi còn có một máu nữa, hình như bị chém thì phải. Mà tự dưng anh ta bỗng dưng lao vào tấn công tôi ấy, tôi cũng biết lý do rồi mấy ông ạ. Hiện tại tôi đang là Sukuna ấy, cho nên cũng đúng thôi. Anh ta là một chú thuật sư cơ mà, mình có tán yêu cái nhẹ thôi, thế mà lại nổi khùng lên, hóa thành Sukuna với tôi đấm sấp mặt luôn mấy ông ạ. Người ta lỡ tay. Bên ngoài là một thanh niên chúa hời, bên trong là một con ác quỷ thật sự mấy ông ạ, mạnh lắm. Các bạn đừng bảo tôi là quay lại đánh nhau solo nha, không có chuyện đó đâu. Các bạn nào chưa biết ấy thì đây, Sukuna đó chính là vua của lời nguyền đấy. Hiện tại thì tôi bích cửa. Mạnh thì có mạnh thiệt rồi nè, đã thế mà còn thù dai nữa. Tôi chém có một cái nhẹ thôi mà gột tôi qua tới bên sa mạc luôn mấy ông. Cắm đầu chạy. Tốn sức ghê á, may sao mà mình có tè được ngôi làng. Trốn dưới đây cũng được. Đây là cú sốc đầu đời đối với tôi trong cái thế giới này luôn ấy. Tính ra cái ngôi làng này cũng gọi là thuộc dạng rich kid đó mấy ông. Mình có đi xung quanh để ăn hôi vài cái gương, có cả kim cương luôn đây nè. Nhưng mà mình không dám ở lại lâu, tại vì thanh niên Sukuna còn vẫn vẫn ở đâu đây ấy. Nên tôi lướt nốt cái gương rồi dọn thôi mấy ông ạ. Mình cần phải đi tìm một nơi lý tưởng để sinh sống trước cái đã. Chứ ăn bờ ngủ bụi mấy bữa nay mệt quá. Sau bao nhiêu ngày vất vả tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng tìm được nơi cần đến rồi đây. Nhìn cũng tựa như một ngôi chùa đó mấy ông. Thôi thì vào đây tĩnh tâm sám hối, sống an nhàn qua ngày vậy. Tôi đã quá chán với cuộc sống bon chen ở ngoài rồi. Mà có vẻ như cái ngôi nhà này cũng đã có chủ rồi đấy. Lòng sờ bam của tổ zombie đây nè. Có chủ thì cũng cại vậy. Tôi đuổi chủ ra khỏi nhà luôn. Mình có dành thời gian để đi dọn dẹp hết cái chỗ này một tí. Mà công nhận, lúc mình vừa vô thì nó hoang sơ, nó hẻo lánh, đáng sợ, u ám. Không có lời nào diễn tả luôn ấy. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi mà mình ở đây một thời gian thì nó sẽ trở nên ấm cúng thôi. Tôi nghĩ vậy. Mình có đi cắm đuốc xung quanh ngôi nhà luôn, nhìn cho nó đỡ tối tăm ấy. Chứ ở mình sợ ma lắm, cô đơn lạnh lẽo nữa. Như này là ổn định rồi, đã có một nơi để cho tôi trở về rồi đó mấy ông. Mừng quá, rớt nước mắt luôn. Tối hôm sau mình bắt đầu lên đường luyện tập. Tôi sẽ đi đấm nhau với thật nhiều bọn chú linh để trở nên thật mạnh mẽ.
Nhưng mà chú Linh đâu chưa thấy gặp ngay thanh niên chú thuật sư đấm mặt tôi nè. Tại hiện tại tôi đang là Sukuna ấy, nên cũng đành phải chấp nhận thôi. Chấp nhận không có nghĩa là để yên cho người ta quýnh mấy không ạ. Dám quýnh tà, phải phản kháng thôi. Mình có chơi trốn tìm với thanh niên này cũng khá là lâu luôn ấy, cho đỡ buồn. Chơi chán rồi thì mình tiễn anh ta đi luôn. Cảm ơn nhé người anh em. Kế bên mình còn gặp được Tore nữa nè, một thanh niên chú thuật sư ấy. Nhưng mà thứ tôi cần là chú Linh mà. Thôi kệ vậy, tôi bây giờ thuộc kiểu trung lập, gặp ai cũng đấm hết mấy ông à. Thế là tôi đấm Tore vỡ mồm luôn. Có vẻ như thanh niên này khá là yếu, đấm vài phát chết mất tiêu rồi nè. Gỡ ra cái thuật thức luôn. Mấy ông có thể gọi thuật thức này là vỡ mồm cũng được, tại vì nó toàn là dùng sức mạnh của lời nói để tấn công không đó. Nhưng mà trong lúc mà đang thử thuật thức thì đâu ra thanh niên Mahito lại ra chém tôi dân tới ngoài biển luôn. Không đụng đừng chạm nha bạn ơi. Đang định quay lại đấm nhau thì anh ta mở lãnh địa ra, trốn chổng luôn mấy ông ạ. Thôi kệ vậy, trong lúc chờ ổng ra thì mình đứng thử sức mạnh thuật thức tiếp. Ôi, với cái thuật thức này thì mình cũng không cần phải tốn chú lực lắm ấy. Đây rồi ra rồi nè, vừa ra dí cho đấm rồi. Không nói năng, không giao tiếp một tí nào luôn á. Cho tôi ăn cá chơi muốn no luôn mấy ông. Nhưng mà đánh tôi văng ra ngoài biển là sai lầm rồi đó. Tại vì mấy ông biết rồi đấy, tôi không giỏi đánh nhau thiệt nhưng mà trốn hay lắm. Ra ngoài đây cái gì chạy cho nó dễ. Mà phải công nhận một điều là thanh niên này mạnh cực kỳ luôn. 420 máu thì các bạn biết rồi đấy. Mình quách nhau với anh ta căng cực luôn. May sao ở ngoài biển ấy, anh ta múa giỏ cũng không tới mình được nữa. Mình đứng từ xa mình rỉa máu thôi. Sau một lúc thì cũng chết rồi đây nè. Này, mặc dù là chả thấy vinh quang tí nào hết trơn. Thuật thức của anh ta thì nãy giờ chắc các bạn cũng biết rồi đó. Tèo là chém gió, rồi chịu hồi cá chơi nè. Nhìn chiêu cũng xịn sò lắm chứ bộ. Còn có thể chịu hồi ra một linh hồn nữa đây nè. Tới hôm đó mình còn gặp được một thanh niên Ske lời nguyền đây nè. Mình có đấm nó vêu mồm và nhận được ngón tay của Sukuna luôn. Mà mình chưa ăn vội đâu, để dành mấy ông ạ. Sau đó mình còn phát hiện được thêm một chú linh đặc cấp nữa, thanh niên một mắt này mấy ông. Hắn ta được sinh ra từ nỗi hận thù của núi lửa ấy, cho nên là kỹ năng toàn bùm bùm chiếu chiếu liên quan tới lửa không à. Mình định tỉ thí giao công với hắn ta mà tự dưng đang quánh nhau hắn bay lên trời ngồi trên một cái cục nham thạch phải nói to siêu to khổng lồ luôn. Nổ một cái bùm tôi đúng kiểu bỡ ngỡ luôn mấy ông ạ. Chưa đánh nhau mà như này thì thấy sợ rồi đó. Mình lại liên tưởng tới chó đỏ Akainu rồi thế nào ta. Bỏ qua một chột mắt đó một bên đi. Mình có gặp lại thanh niên Daron nè. Đã tới lúc nam tử hán trả thù rồi mấy ông ạ. Bữa dí quánh tôi lên bờ xuống ruộng luôn. Nhưng hôm nay đã khác rồi. Mặc dù là sức mạnh cũng không cải tiến được bao nhiêu, nhưng mà được cái mình đã có não hơn rồi. Tôi có nhốt hắn xuống một cái hố ấy mấy ông. Rồi mà đứng ở trên ký đầu nó có làm gì được tôi đâu. Sau khi nó gần chết rồi giả vờ xuống đấm nhau solo làm ngầu tí thôi, chứ thật ra nãy giờ trốn. Chảnh á. Đấm một lúc thì cũng chết rồi đây nè. Châu thật đấy. Thuật thức của hắn ta thì chắc mấy ông biết rồi nhỉ. Chiêu đầu tiên là tạo ra một cái vòng tròn bằng nước như kiểu kết giới vậy đó, đẩy mọi cái địch ra xa mấy ông ạ. Và kỹ năng thứ hai đó chính là quá quen thuộc luôn, tạo ra mấy con cá nè, cá chơi à không, cá chơi là Mahito. Này là cá mập ấy, nhìn cũng đẹp chứ bộ. Do cũng đang buồn miệng nên mình có ăn ngón tay của Sukuna vào mồm luôn. Đấy, sức mạnh đã được cải tiến thêm một tí rồi. Mình có lên được vài cục máu thì phải, ở trong trạng thái Sukuna ấy. Mình có đợi đến tối và tiếp tục cuộc chiến căng thẳng hôm qua với thanh niên chột mắt đây nè. Bữa hôm qua đang quánh bỏ chạy hay nhục không ạ, này trả thù mới được. Qua tại làm tôi sợ thôi mà chưa kịp làm gì hết, nhốt tôi vô lãnh địa luôn rồi đây nè, sợ tôi trốn nữa hay gì á. Nhưng mà một khi ở trong lãnh địa rồi thì hắn ta rất là có lợi luôn, nên mình cũng không dám đấm nhau như hai người đàn ông đâu, chỉ có chơi trốn tìm thôi mấy ông ạ. Mình cũng có lãnh địa đó chứ, nhưng mà nó hơi lạ. Không hiểu vì sao khi thi triển thuật thức ấy thì mình lại bị kẹt ở dưới này luôn. Thằng này được cái quánh lộn mà nhây lắm mấy ông, toàn nhốt tôi vô lãnh địa không mà không hiểu làm gì anh chi nữa. Đã nói là không có quýnh sao được đâu mà. Ai da, lần này đã quánh tôi xem chết ở trong luôn mấy ông ạ. Ơi, hơi bị trầm cảm rồi đó, từ từ, tạm thời rút lui tí đã anh trai, bình tĩnh. Mạnh thật đây. Nhưng mà nhờ vào sức mạnh của có não thì tôi cũng đã chiến thắng rồi đây. Mày biết ai là nhân vật chính chưa? Sau khi nó chết thì gớt ra cái đầu luôn nè, nhìn tởm lợm thật đấy. Và còn để lại cho tôi bộ thuật thức nữa. Bộ thuật thức của thanh niên này toàn là nổ không à mấy ông ơi. Như là chịu hồi ra mấy con gì đi nè, bướm bướm hả. Nó bay xong rồi nó nằm một chỗ nó nổ cái bùm luôn. Review quá có tâm. Mà tôi nghĩ chiêu tôi thích nhất cũng chỉ là cái kỹ năng mà ngồi trên cái cục nham thạch này mấy ông. Rồi gớt xuống thôi. Nhìn nó cứ chiêu chiêu ngầu ngầu thế nào ấy.
sức công phá cũng cực kỳ to lớn luôn nha. Mình còn có thể triển khai lãnh địa từ cái thuật thức này giống khi nãy mà nó đã làm với tôi vậy đó. Nhưng mà mỗi lần tôi thi triển thì nó lại như thế này đây. Thằng nằm ở dưới gầm thôi. Ai da, chết tiệt, tôi mắc bẫy rồi mấy ông ơi. Tôi đã bị gỡ xuống đây và cái con nào nó đang gặm tôi đây nè. Giờ tôi phải làm sao, đồ chứ thằng này ký đầu cái nhẹ là chết à. Tôi diễn hơi sâu cho mấy ông vui thôi. Đánh nhau mấy ngày nay cũng chán với trầm cảm quá. Tại gặp mấy thằng đầu gấu nó ăn hiếp không à. Thế nên là tôi quyết định chui xuống lòng đất khám phá mấy cái công trình dưới này giải khuây một tí á. Mà đúng thật vui lắm mấy ông. Mấy thằng này yếu xìu à. Tôi bắt nạt tụi nó. Nhất là cái tụi sờ lam nè. Đánh bọn nó quá trời luôn. Phân thân đông thế nhờ. Mà có làm gì được tôi đâu, để tôi lại tôi dập lửa mà. Mục tiêu xuống đây chủ yếu là để hành hạ mấy cái tụi này thôi. Nhưng mà đâu có ngờ là trong gương toàn đồ xịn, kim cương rồi netherite nữa. Tôi không kìm lòng được ấy. Thế là mình quyết định sẵn tiện đi húp mấy cái đồ trong đây luôn. Một công đôi chuyện mấy ông ạ. Vừa đi ăn hiếp tụi này, vừa lướt đồ luôn. Quá là hợp lý. Mà sao cái gương này lại có tới 32 viên kim cương là thấy quái nào. Giàu dữ vậy. Tôi đã bắt đầu tha hóa rồi mấy ông ạ. Kể từ lúc đó mình chả quan tâm tới cái bọn yếu nhất ở dưới này, mà chỉ chuyên tâm vào cái việc lướt đồ thôi đấy. Tôi đã tệ nạn rồi, ai đó hãy ngăn cản tôi đi. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy đáng thương cho bọn quái vật ở dưới đây đó. Nhà của mình bị thằng ớt ơ nào đó vô cướp hết đồ còn phá nữa mà bản thân không làm được gì ấy. Mình chu du dưới lòng đất vài ngày cũng gặp được nhiều lũ đực gỡ khá là hay. Đầu tiên là cái thanh niên này đây, không biết ai dạy kiếm pháp cho nó mà nó lại múa còn hơn cả Florentino nữa. Quá gì không. Chém mà không ngừng nghỉ luôn mấy ông ạ. Ai dạy người đấy sư phụ. Đã thế sau khi chết còn tạo dáng làm ngầu nữa nha. Nhưng mà mấy ông cần nhắc trước khi xem vì hình ảnh rất là đáng sợ luôn. Ôi nhìn gớm quá à. Thiệt luôn á. Cút đi. Mình còn gặp được cả Hanami, một tinh linh nguyền rủa cấp đặc biệt ấy. Thanh niên này mặc dù là phản diện thật đấy, nhưng mà rất là yêu thiên nhiên luôn. Hỏi sao khi tấn công tôi toàn là chịu hồi ra mấy cái cây cối đâm muốn lủng lít luôn vậy á. Phải tốn rất là nhiều thời gian luôn mình mới đốn được cái cây cổ thụ của não này ấy. Châu gì mà giả mang 28 giáp rồi mấy ông. Ghê thiệt. Thuật thức của anh ta thì đương nhiên rồi, toàn là chịu hồi ra mấy cái cọc cây không nè. Nghe nó cứ thốn thốn cái gì ấy. Còn có một thuật thức gì mà đúng kiểu phá hoại luôn ấy. Làm ra một cái vụ nổ gì đây nè, tôi cũng chả biết là cái gì nữa. Tính ra cái đầu của thằng trọt mắt mình có thể đội lên luôn đây nè. Mà nhìn nó kỳ dĩ quá à. Mà mấy ông thấy gì đằng sau tôi không? Đúng rồi, kim cương đó. Nãy giờ thật ra tôi giả bộ không để ý xem mấy ông có phát hiện hay không thôi chứ. Không phải giờ tôi mới thấy đâu. Sau đó mình còn gặp được một chú linh đặc cấp nữa. Sở dĩ gọi là đặc cấp cho nó ngầu thế thôi chứ yếu xìu à mấy ông. Mình có triển khai lãnh địa rồi đấm nhau solo như hai người đàn ông trong đây luôn. Lần này tôi chơi lớn luôn á. Mà đây là một pha xử lý phải nói là hơi ngu, tại vì nó đấm tôi gần chết luôn. May sao mà nó đi trước tôi ấy. Trời ơi. Sau khi chết thì để là một cái mặt nạ và một ngón tay của Sukuna luôn nè. Đây, nếu muốn trở thành một đặc cấp thì bạn chỉ cần sở hữu một ngón tay thôi. Cái mặt nạ này còn có một tác dụng nữa. Khi mình bấm xuống đất ấy thì chịu hồi ra một cái Titan nè. Nhìn hàm răng chất lượng thế nhờ. Mỗi tội hơi lùng nha. Ừ, không lùng lắm. Thật mày đang lừa gạt tao à, cú lừa à. Thôi, cũng đã tới lúc kinh dị nhất rồi. Đó chính là thưởng thức cái móng tay này. Ai ăn ông ta? Không ăn thì tôi ăn vậy. Đẹp mắt ói gặp mặt thằng này nữa, muốn ói luôn á trời. Đừng cứ nhìn cái khuôn mặt giải trí nó vào tao nữa. Đi đi. Ở dưới hang mấy ngày nay thức ăn cũng cạn kiệt rồi, nên mình quyết định đi lên thôi. Mặc dù là tôi cũng muốn khám phá thêm đó, nhưng mà cái bụng không cho phép. Mình có ghé ngang vào một cái làng để xin một tí kiện gom. Mà công nhận làng này nhiều kiện gom lắm nên tôi xin hết luôn. Gơi thiệt hơn một ít tơi luôn mấy ông ạ. Cũng phải thôi. Kế bên có một cái chuồng trại luôn đây nè. Làng nào cũng phải thuộc dạng là giàu có lắm thì mới xây dựng một cái chỗ chăn nuôi riêng như này đấy. Mà giờ còn cái nịt nha. Ăn chạm xong thì mình có đi làm một cái phi vụ giải cứu mấy ông ạ. Mình có ghé ngang qua một cái khu gì đây. Gặp xiếc à, đúng rồi. Một cái khu gặp xiếc của cái bọn cướp dân làng đây nè. Ây da, mà cái bọn tép riêu này mình cũng chả quan tâm lắm. Tôi sẽ xử đẹp hết tụi này mấy ông ạ. Mục đích tôi tới đây là quan tâm tới cái thằng đội nón đây nè, mấy ông thấy không? Đây là một nhà ảo thuật của chúng ta đấy. Đang xì chết quá mấy ông ạ, mấy bữa nay căng thẳng quá. Vô đây ngồi xem ảo thuật một tí cho vui. Đấy, ảo thuật tàng hình luôn, ghê thiệt. Vui đó, xem ảo thuật phi luôn, không cần trả tiền. Mà công nhận thằng này cũng biết làm trò lắm mấy ông. Nó chịu hồi con thỏ ra từ cái nón nè, còn biết dịch chuyển tôi đi chỗ khác nữa.
Đúng là ảo thuật gia số 1 đại tài. 10 điểm nha. Xem chán chơi rồi thì tôi tiễn nó đi luôn. Nó làm như nó tàn hình tôi không thấy hay gì á. Ảo thuật gia với chúng tôi. Sở dĩ tôi nói đây là một phi vụ giải cứu không sai đâu mấy ông. Tại vì ở trong cái gặp ship này có một căn phòng nhốt một ông dân làng đây nè. Sao đồ đạc trong đây màu mè dữ vậy? Đúng kiểu gặp ship trung ương luôn á. Mình có giải cứu cho ông dân làng luôn, nhưng mà chả nhận là được lời cảm ơn nào hết. Hơi đau lòng. Ngày hôm sau mình có dành ra khá là nhiều thời gian, chủ yếu là đi kiếm ngón tay của Sukuna từ cái bọn quái vật bị đen đen này ám nè mấy ông. Rồi từ mấy cái bọn đặc cấp sở hữu ngón tay nữa, mình làm tất cả mọi thứ để kiếm thôi đó, vất vả lắm. Mà pha này tôi chơi hơi ngu nha. Mình ngồi trên cái cục này nhảy xuống nó làm một lỗ to đùng luôn. Rồi ngón tay đâu? Kiếm muốn lú người luôn thì mới thấy ấy. Pha chơi ngu đi vào lòng đất mới thể hiện lại. Mình chợt nhận ra là để đi tìm cái lũ quái vật mà bị nguyền rủa như này thì tốn rất là nhiều thời gian luôn ấy. Nhưng mà sau một vài ngày khám phá thì cuối cùng mình cũng tìm được một cách lấy ngón tay của Sukuna một cách nhanh chóng mấy ông ạ. Đó chính là từ cái bọn người xương mà tàn hình này đây. Một cái căn cứ của bọn nó phải sở hữu ít nhất là 2-3 thằng sở hữu ngón tay của Sukuna ấy. Mình cũng không biết vì cái lý do gì mà bọn nó lại được lời nguyền nhiều như thế được nữa. Có vẻ như là do tụi nó không có thể xác à. Mà cho dù lý do gì đi nữa, đây cũng là một tin tốt cho mình, nên cũng cậy đi. Thế là thay vì đi tìm từng con quái vật bị nguyền rủa ở thế giới rộng lớn ngoài kia, thì tôi chỉ cần đi tìm cái căn cứ của cái bọn người xương tàn hình này thôi. Kiểu gì chả có 2-3 đứa sở hữu ngón tay mấy ông ạ. Kể từ lúc này tôi cảm thấy bản thân nó siêng năng hơn hẳn luôn ấy. Tại vì được tăng sức mạnh một cách nhanh chóng cơ mà. Em xin nhá. Ngón tay cứ phải nói là vời nườm nượp. Mình vừa nhận ra một điều nữa rất là hay luôn, đó chính là bọn người xương bị nguyền rủa này không những xuất hiện ở buổi tối không đâu, mà chúng nó còn hiện thân được cả ở ban ngày luôn ạ. Tụi này đúng kiểu đột biến luôn ấy. Việc đi tìm ngón tay của mình bây giờ có vẻ sẽ rất là nhanh đây. Trong lúc đi tìm ngón tay thì tôi có đụng độ nhầm với sát thủ mấy ông ạ. Và đương nhiên rồi, anh ta quánh cho mình lên bờ xuống ruộng luôn, như con luôn mấy ông ạ. Mạnh cực kỳ ấy, đương nhiên rồi. Một thanh niên từng ám sát cả thầy Jojo luôn mà. Mỗi tội là thất bại suýt thành công thôi. Mà tính ra hiện tại với cái số ngón tay này mình ăn vào thì cũng có thể tiêu diệt được anh ta đấy. Nhưng không, mình đợi đủ ngón tay luôn thì mới ăn luôn một thể. Chủ yếu là để cho các bạn xem luôn một lần đấy. Thương các bạn thế cơ mà. Hy sinh tất cả đấy. Bỏ anh ta qua một bên đi, tiếp tục công việc thôi. Bây giờ phải nhẫn nhịn mấy ông ạ. Nhưng mà vừa quay qua quay lại cái thấy anh ta đang đấm nhau với lại Yuta đi nè. Chả hiểu hai thanh niên đang làm gì nữa, đứng xem phim cũng được. Tôi là người tốt mà, nên có mở ra một cái đường hầm cho hai thanh niên đấm nhau ở dưới luôn. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Mình có vào ăn ké ấy, rớt ra cây kiếm luôn nè. Mỗi tội tôi chơi ngu đúng không ạ? Tôi dùng cái thiệt chiêu phát nổ ấy, thế là nổ mất tiêu cây kiếm luôn. Cày thứ trò, đồ ngay trước mắt chưa kịp sờ luôn. Sau vài ngày bôn ba thiên hạ thì cuối cùng tôi cũng tìm đủ số ngón tay mà mình cần thiết ở đây. Dư luôn mấy ông ạ, hai cái ấy, tại vì hiện tại tôi đã sở hữu ba ngón rồi thì phải. Trong khi đó thì ngón tay của Sukuna thì chỉ ăn được 20 cái thôi, là max tối đa sức mạnh rồi đấy, ăn thêm cũng chả được gì đâu. Giờ là cái công đoạn phiền phức nhất, đó chính là phải gán nuốt hết mấy cái số ngón tay tẩm lợm này mấy ông ạ. Thằng này, ăn cũng không yên như mày nữa. Đấy, cuối cùng cũng nuốt hết được 20 ngón, còn dư hai cái luôn nè, các bạn ăn không? Tôi chia cho. Nói chứ đem chôn ở dưới đất đi, thanh niên nào hên ăn cái làm đặc cấp luôn. Phước đức tôi để lại cho thế hệ sau này đấy. Và bây giờ để xem nào, sau khi đã sở hữu 20 ngón tay thì sức mạnh của mình sẽ tăng được bao nhiêu ha. Hiện tại là 3 thanh máu nè. Ôi, lên được một thanh máy luôn mấy ông ạ. Gớm vậy. Tôi cảm giác như là bây giờ tôi không thể nào mà chạy bộ một cách bình thường nữa, mà là bay luôn rồi. Bây giờ chấp mọi thể loại đua xe luôn. Ra đây một mình tôi cưng hết mấy ông ạ, chấp cả máy bay phản lực luôn ấy. Nhanh cực kỳ. Mình có ghé ngang qua cái cối xay gió ấy, chịu hồi ra cái máy gặt lúa của tôi định thu hoạch tí lúa. Mà không những nó không thu hoạch cho tôi mà nó còn phá thêm nữa. Thôi thì để tôi tự làm luôn cho nhanh. Công nhận cái gói xe gió này nhiều lúa thật đấy. Hôm nay thì ăn cả năm còn chưa hết luôn cơ. Đến cả ông dân làng thay ma còn bị lời nguyền nữa đây nè. Mình quánh chết nhận thêm được cái ngón tay của Sukuna nữa. Nhưng mà bây giờ cần gì nữa chứ. Lúc cần thì không thấy đâu. Không cần thì cứ tới trước mặt đây nè. Cày không. Ngày hôm sau thì mình có ghé về nhà một tí. Có hai mục tiêu mà mình cần làm ở đây. Đầu tiên thì đương nhiên rồi, nhớ nhà quá. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa trở về ngôi nhà thân thương này chứ. Mục tiêu thứ hai của tôi đó chính là xử lý hết cái đống đồ lưa thưa trong gương này đây nè.
ở nhầm trong ba lô chứ mình có thể làm được khá là nhiều thứ đó. Việc đầu tiên tôi làm đó chính là chế tạo ra một bộ giáp kim cương luôn cho nó chứ. Mấy bữa nay ăn chậm vất vả cũng được một đống luôn nè. Giờ thì nhìn đẹp trai hơn rồi đấy. Úi xài. Mà cái áo đâu? Tôi đã bận vào rồi mà. Game. Cái áo tôi đâu? À tôi biết rồi, nó ở trong đây nè, chắc luôn. Đấy. Mà đối với một người đầy tham vọng như tôi thì giáp kim cương chưa bao giờ là đủ cả. Mình có đi nung thêm vài cái vụn nữa để làm ra mấy cái phôi nether luôn. Mình được 4 phôi mấy ông ạ, à, tính ra cũng đủ bộ giáp rồi, ổn định đấy chứ. Tính ra trong video này mình có cần phải đi thăm ngàn chăm chỉ cuốc đất gì đâu, toàn đi ăn cắp ăn trộm không. Mà sao tôi lại cảm thấy tự hào với điều này ta. Mà chắc có nhiều bạn đang tự hỏi là tại sao mình không bận bộ đồ chú thuật sư nữa đúng không? Thì đây chính là lý do đây. Tôi bận nhiều quá, tôi quýnh lộn giờ nó gần hư hết trơn rồi mấy ông ạ. Ai, tôi không muốn nó hư đâu, ít ra cũng phải có cái gì đó gọi là kỷ niệm chứ. Mình có làm ra một cái giá để đồ treo nó lên thôi. Kỷ niệm một anh liệt đấy, một thời xưng hùng xưng bá với bộ đồ này đó mấy ông. Giờ đã có bộ đồ mới rồi nhưng tôi sẽ trân trọng nó. Sau đó thì mình có đi xuống hang, chủ yếu là đào thêm một tí lưu ly, làm gì thì chắc các ông biết rồi đấy nhỉ. Tôi về nhà và đem bộ đồ đi enchant luôn thôi. Mà đang làm thằng nào nó cứ tùng tùng chiếu chiếu ở ngoài mấy ông, làm sùm chạy đất hết, tôi tức quá tôi quyết định tôi ra tôi kiếm nó luôn. Lâu thằng nào bước ra đây. Thì ra là thanh niên Mahito mấy ông ạ, à, tối rồi gầm ben không cho ai ngủ hết, cái tội gây rối trật tự, thế nên là tôi quyết định tiễn đi luôn. Mỗi tội là đánh nhau hơi máu một tí, chơi ngu hăng say quá dùng cái tuyệt chiêu phát nổ ấy, thế là kế bên nhà lũng một lỗ chà bá luôn, một pha xử lý đi vào lòng đất. Thôi tiếp tục thôi nào. Nói thật thì mình cũng chả quan tâm là nó có ra cái dòng nào xịn hay không ấy. Mình chỉ đi phù phép cho nó đúng tiến độ quá trình thôi mấy ông ạ. Mà không hiểu sao nó toàn ra mấy cái dòng xịn xịn không à. Đúng là ăn ở tốt nó phải thế. Giờ thì ai có thể cản bước được Khôi Thiểu Năng nữa cơ chứ. Bá đạo thật sự. Mà gì đây? Ông già lùng lùng này lên đây ngồi hồi nào vậy? Thôi kệ, có người ở chung cũng vui mấy ông ạ. Cho cứ ngồi ở chảnh đi. Đừng đánh nào. Đang nuôi ông trong nhà đấy. Ngủ phá. Mà có một sự thật là ổng kế bên ấy, ổng được tính vào lỗ quái vật, tôi ngủ không được mấy ông ơi. Thôi thì tôi ở một mình cũng được, ông đi đi nha. Ngày hôm sau tôi nghĩ bản thân cũng đã đủ mạnh rồi nên quyết định là đi đấm nhau tỷ thí võ công với thiên hạ luôn. Mà hôm nay mình chơi lớn lắm nha, mở màn cuộc chiến bằng cách đánh nhau với Sukuna luôn nè. Vua có lời nguyện đó, mà đánh lại hay không thì tôi chưa biết. Mà trong lúc anh ta chưa để ý ấy, mình dồn hết nguyên bộ kỹ năng vô người luôn, làm lia làm lịa không cho đối thủ phản kháng mấy ông ạ. À, mới chiều đùa có một tí thôi mà kiểu anh Sukuna cặp hay gì á, tôi có làm gì đâu, dùng cả cái tuyệt chiêu gặp lúa luôn cơ mà. Máu chiến thế mà tôi thông minh lắm, tôi bay lên trời đi trốn mà. Xui cho anh ta thêm cái nữa là kế bên có hồ nước ấy, mà các bạn biết rồi đấy, bây giờ mà tôi ở dưới nước thì có khác nào một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp hay không, một chú cá luôn ấy. Dòng sải bước ba thêm cái tốc độ nữa. Úi trời ơi, bây giờ đuổi bắt anh Sukuna khóc thét. Làm sao mà gượt được. Nhìn cũng đáng thương thật đấy. Mới chạy tới đây mà còn đứng ở ngoài kìa. Ông tưởng chắc có mình ổng có chiêu bành trướng lãnh địa chắc. Tôi cũng có đây nè. Máy của tôi là máy hàng hiệu luôn á. Mình đi chém vài đường quyền thôi, Sukuna cũng cần hẹo luôn mấy ông ạ. Công nhận cái chiêu này bá đạo thật đấy. Chém xong thanh niên nó cũng gần đất xa trời rồi nè mấy ông. Mình vào kết liễu luôn thôi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà. Tạm biệt Sukuna nhé. Yêu. Sau khi chết thì gỡ ngang ngón tay với lại cái thuộc thức đây nè. Nhưng mà toàn là những thứ tôi không cần thôi. Tại vì ngón tay bây giờ mình đã đủ sức mạnh rồi, thì lấy làm gì nữa cơ chứ. Thôi thì lại một lần nữa đem vứt ra ngoài biển đi. Ai ăn được thì là bá chủ thế giới nhá. Rồi còn dư cái thuộc thức này chắc đem về trưng bày luôn chứ có xài sao cho hết đây. Mấy ông lấy cái xài chơi chơi đi. Tối đến thì mình có dành ra vài ngày để đi tiêu diệt hết mấy cái thanh niên phản diện còn lại ấy. Dù sao thì cũng mang danh chú thuật sư rồi cơ mà, cũng phải làm gì đó cho chính nghĩa một tí. Chứ toàn đi ăn cắp ăn trộm không thì hơi nhục. Mà các bạn biết rồi đấy, đến cả vua lời nguyền tôi còn tiêu diệt được, huống chi là mấy cái thanh niên này. Nên là những kẻ còn lại thì đánh cho vui thôi mấy ông ạ, chứ cũng không có gì gọi là căng thẳng lắm. Thuật thức mình nhận được từ Geto giống như kiểu triệu hồi sư gì đó mấy ông. Nào là gắn rết nè, còn cả triệu hồi được quái vật luôn cơ, ghê thiệt đấy. Và đặc biệt đó chính là mình còn thể gọi ra con rồng bảy sắc cầu vồng luôn đây nè. Con này cũng mạnh đấy, có gì bị quánh còn có người bảo kê mấy ông ạ. Nào để test với thằng Ske, ui nó cưỡi nhện luôn nè, ảo thật đấy. Gồng ơi, nó bắn tao kìa, nó bắn tao kìa. Bắn á. Giỏi lắm. Đêm đó mình còn bắt gặp được cái ông già mập mập đây nè, Michiyane gì nè mấy ông.
Cái ông này tôi thề các bạn nhìn quen lắm. Sau khi nhìn bộ kỹ năng này đi, ổng cũng y như tôi luôn đấy. Tại vì cây dùi cui mà tôi lậm được đó chính là từ sức mạnh của ông này ra chứ đâu. Hai đứa đánh nhau đúng kiểu sáng nhất đêm nay luôn ấy. Tay là sấm chét không à? À nhầm, sấm sét. Hu gà, hu gà, hu gà. Mình vừa ngồi lên cái cục pha lê này, lao xuống một cái thấy ổng mất tiêu luôn anh em ạ. Đánh nhau rồi đi trốn là sao vậy ông ơi? Để ông già đó qua bên từ từ tính mấy ông ạ. Mình có gặp thanh niên Utah với lại hàng chục mắt đánh nhau cằn lắm. Định vô quánh ké mà không ngờ nó ghét tôi hay sao ấy, nó mở lãnh địa. Hai thằng hủ hỉ nhau chổng luôn. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Và thanh niên chột mắt của chúng ta là người chiến thắng. Bạn 10 điểm nha, giờ bạn chết. Đi tìm đến tận sáng mới gặp lại ông mập đây nè. Đánh nhau kiểu gì để đối thủ đi kiếm vậy? Mỗi lần tôi triển khai lãnh địa thì lại y như rằng là chui xuống dưới đây nằm. Chán thật đây. Mà công nhận đánh nhau với ông này đúng kiểu bay bổng luôn ấy. Vừa đáp xuống lại tưởng bay lên trời tiếp. Giờ đánh cho vui thôi mấy ông ạ. Chứ cái cây dùi cui ông này tôi cũng đã có rồi đấy. Đi thể hiện bản thân mà. Tạm biệt ông nha. Đang căng thẳng tự dưng gặp lại cái thằng đam mê ông nhạc nè mấy ông. Đấy, thôi kệ, đứng nghe nhạc một tí vậy. Thôi nha, này nghe nhạc thấy đủ rồi. Mình có đợi đến tối và đi quýnh lộn tiếp. Gặp lại cái thanh niên cho xô vậy nè. Nữa rồi, lại một lần nữa, bất lực. Chán chả thèm nói. Lãnh địa vừa đóng lại chả hiểu sao thanh niên từ trên trời gỡ xuống cái bịch làm tôi hết hồn luôn mấy ông. Ôi, lãnh địa của tôi mạnh như vậy, nhốt thôi cũng chết nữa hả? Gỡ ra cây đinh ba màu đỏ đỏ luôn đây nè. Cây này cũng mạnh lắm ấy. Còn có thể bắn ra trưởng ra cái gì đỏ đỏ nè mấy ông. Nhìn cũng ngầu lắm chứ bộ. Đang dạo chơi thì mình gặp một cuộc đánh ghen căng lắm. Chuyện tình tay ba à. Không biết ai đúng ai sai hết nên mình quyết định là tiễn đi hết luôn. Thế nha. Xuống dưới mà nói chuyện với nhau đi mấy ông ơi. Định tha cho Nanami rồi. Nhưng mà tự dưng lại lao vào đánh tôi cơ chứ. Thế là phải thật phản kháng thôi. Mà mình thật sự cũng không muốn tiêu diệt anh ta đâu. Tôi có làm ra một cái triển khai lãnh địa để nhốt vào trong, hy vọng có thể sám hối ở trọng. Mà sám hối đâu chưa thấy, lãnh địa vừa đóng thấy còn đúng thanh kiếm luôn. Sao lại suy nghĩ nông nổi thế? Tính ra cây kiếm này cũng có kỹ năng hơi bị xịn luôn ấy. Tự dưng ở đâu từ trên trời gỡ xuống một đống đá mấy ông ạ. Sợ bể đầu không ấy chứ. Mà đang test mạnh cây kiếm, tự dưng ở đâu ra thanh niên Utah chui vô cho đá gỡ trúng đầu rồi quay sang quánh tôi. Trong khi tôi có làm gì đâu, giận cá chém thớt à. Mà một mình anh ta thì không sao, giác thêm cái con gì Rika nữ hoàng thì phải. Gột tôi chạy sấp mặt luôn. Mà đang đánh nhau anh ta kiểu tha hóa tôi thì phải, cứ thì thầm bên tai những lời nói gì ấy. Nhưng mà mình lòng tin vững chắc lắm, không dễ nào mà bị dụ đâu. Chạy nhảy một vòng tứ phương tám hướng luôn thì tôi mới giải thoát được cho anh ta đó. Sau khi chết thì có để lại cho mình một cái thanh kiếm đây nè. Cái thanh kiếm này là thuật thức luôn nè, mình có thể triệu hồi ra được nữ hoàng Rika 400 máu à, hèn chi. Tôi quánh chết lại Utah rồi mà bà chưa chết đấy. Mình còn có thể triệu hồi ra một cái loa nè, có thể dùng lời nói để tấn công y như của Ghetto luôn ấy mấy ông. Bùm bùm chiếu chiếu cũng đã thật đấy. Mỗi tội là hư hơi nhanh nha, mới ra làng có mấy cái bởi mất tiêu rồi. Mà công nhận nữ hoàng của tôi máu chiến thật ấy, lao xuống đánh gồng luôn kìa. Không nương tay chắc gồng đi xa. Ngày hôm sau, do không còn quyền hồn nào đủ mạnh mẽ để cản bước tôi nữa, mình quyết định là quay xe sang đổi mục tiêu, đánh nhau với các chú thuật sư mấy ông ạ. Đầu tiên là tôi đánh nhau với Fushiguro và tiêu diệt anh ta khá là dễ dàng luôn, vài đường quyền à mấy ông ơi. Mình còn nhận được thuật thức của anh ta nữa đây nè. Mà thuật thức gì lạ lắm, toàn triệu hồi ra chó nè, rồi chim chóc. Còn có cả rắn nữa nè, triệu hồi sư nữa rồi. Mà cái bọn này nó bị thiểu năng hay sao ấy, bao vào tấn công tôi luôn đây nè. Đệ tử như này thì chết được. Có vẻ như do bây giờ mình là Sukuna ấy, cho nên là nó tưởng tôi là một quyền hồn lao vào tấn công. Mà ít ra cũng phải dùng não suy nghĩ chứ chúng mày. Mình còn có thể gọi ra một bầy chó sủa hu gâu nữa nè. Quan trọng hơn hết đó chính là một thức thần mấy ông ạ. Hơi mạnh luôn nha. Và đương nhiên rồi cũng lao vào đánh tôi. Ôi kìa, 500 máu á. Hơn cả cái Rika nữ hoàng luôn mấy ông ạ. Được rồi, kèo này đáng đánh, đáng đánh. Mà có một sự thật là mình bị tấn công dồn dập luôn, xém tí nữa cụ đi chân định toát mấy ông ạ. Tự dưng gọi ra cho đã rồi quánh nhau sắp mặt luôn. Công nhận mạnh thật đấy, thời luôn bố hết dám gọi ra rồi, ở trọng luôn đi. Mày thế. Tối đó mình còn gặp Todo Aoi, một chú thuật sư mạnh mẽ. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn như này thì mấy ông biết rồi đây. Nhưng mà vẫn không phải là đối thủ đối với mình. Tôi bây giờ đã quá là bá đạo rồi, liệu ai có thể cản bước được mình nữa chứ.
Sáng hôm sau thì mình có gặp thanh niên Zenin Toji. Hình như tôi nhớ là quánh rồi mà đúng không ta? Bữa tôi bị quánh sấp mặt trúng trên cây nè. Đúng vậy. Lần này tôi phải trả thù mới được. Nhưng mà lạ lắm nha. Vẫn như đợt trước. Quánh mình rất là đau luôn mấy ông ạ. Nó làm sao ấy. Chạy thôi mạnh quá. Để tôi lấy lại bình tĩnh cái. Đúng thật là thanh niên này mạnh lắm. Nhờ sự giúp sức của Rika thì mình mới tiêu diệt được anh ta ấy. Nói đúng hơn là nữ hoàng gánh còng lưng tôi luôn. Nhận được thanh kiếm luôn đây nè. Mà từ đó tới giờ mình chưa gặp thanh kiếm nào như này luôn ấy. Chém gì đâu mà chém lia chém lịa luôn rồi. Ai né cho được cơ chứ. Đây là kiếm á hả mấy ông. Ai da, Rika ơi, xin lỗi nha, chém nhầm. Nói thật là từ đó tới giờ tôi chưa ngán ai cả, ngoại trừ một người, đó chính là thầy Gojo ấy. Mình khá là bất ngờ trước sức mạnh của thầy luôn. Tại vì các bạn hãy nhìn xem đây nè, mình có dùng mấy cái thuật thuật lên người thầy nhưng mà có vẻ nó đều xuyên qua hoặc là không trúng cả ấy. Không xuyên nhê một mm nào luôn. Thầy có haki quan sát cấp cao rồi, mọi đòn tấn công như kiểu bất lực luôn. Hát game nổi gì trời ơi. Mình đứng loay hoay một hồi rất là lâu luôn để dùng hết mấy cái thuật thuật tất cả luôn lên người thầy. Mình gần như là kiểu định bỏ cuộc ở đó mấy ông. Nhưng mà cho tới khi mình dùng đến bành trướng lĩnh địa của Sukuna thì cuối cùng nó cũng gây đam vô người thầy được rồi nè mấy ông. Thầy đang bị chém đó. Úi giời ơi, rớt nước mắt. Công nhận chỉ có cái thuật thuật tủ này mới làm cho tôi hãnh diện được thôi. Dùng đúng 2 lần thôi, thầy Gosho máu cứ tụt từ từ mấy ông ạ. Và gần như là chết luôn rồi đó. Mình chưa kịp làm gì luôn. Bành trướng lĩnh địa mạnh quá. Sau khi ra đi thì thầy có để lại cho tôi bộ thuật thức luôn nè. Chiêu đầu tiên của thầy là gì tôi cũng không biết nữa. Quánh cái đùng gì đó mấy ông. Cũng chả hiểu cái làm gì luôn. Và kỹ năng tiếp theo đó chính là búp sức mạnh hay sao ấy. Gì mà du du tích su gì nè. Tôi cũng không biết nữa. Đúng là thầy cao siêu quá. Bộ não của tôi chạm không tới được. Kỹ năng tiếp theo đó chính là tạo ra một cái vòng tròn giống như là kiểu là hố đen vũ trụ gì đấy, hút tất cả mọi thứ gần lại nè. Nhưng mà hút đối thủ thôi, mắc gì hút cả tôi lại luôn vậy. Ai à, chiêu hơi bị bóp nha. Mình là người thi triển thuật thức mà nó hút cả tôi vào luôn à, ảo thật đấy. Và kỹ năng cuối cùng mình phải nói là cực kỳ bá đạo luôn mấy ông ạ. Chửi ra một cái vòng tròn gì cả, đi xuyên lục địa luôn, ghê thiệt ấy. Đi tới đâu chỗ đó bởi tới đó mấy ông ạ. Chiêu này đúng kiểu là phá hoại luôn. Ai da, đúng thầy Gocho có khác. Mà sao tôi cảm thấy có lỗi với mấy ông dân làng dưới, người ta đang yên đang lành mất 2 ngôi nhà luôn. Ngày hôm sau, do tôi không còn đối thủ nữa nên quyết định về nhà, rửa tay gác kiếm, tu tâm, dưỡng tính, ở một cuộc sống an nhàn thôi mấy ông ạ. Mình đi treo hết mấy cái món thuật thức mà tôi đã thu thập được từ đầu video tới bây giờ, lên hết mấy cái trên giá nè. Và không quên treo bộ giáp lên luôn để làm kỷ niệm. Mấy ông thấy đấy, Netherite mà còn gần hư luôn thì biết tôi đánh nhau cực khổ như nào rồi. Ai da, một bộ sưu tập thật là hoành tráng và kỷ niệm nha. Mình dành những ngày ít ỏi còn lại để thu thập cho bản thân một dàn harem chất lượng mấy ông ạ. Mình chở từng cô gái này, cô gái nọ về nhà sống chung cho nó vui ấy, chứ ở mình cô đơn lắm. Và đây chính là dàn harem mà tôi đã thu nạp được sau bao ngày vất vả. Ôi, em nào em nấy xinh thế nhờ. Nhưng mà mình phải để ở trên thuyền ấy mấy ông, chứ bỏ ra là mấy em đi trốn hết trơn đó. Mà có một điều hơi kỳ lạ nha, tay ai cũng cầm vũ khí hết. Tôi nghĩ tới cái viễn cảnh một ngày nếu tôi làm gì đó sai trái thì cái mạng này giữ nổi hay không chứ. Và 100 ngày tôi sinh sống trong Minecraft chuyển sinh thành chú thuật sư như thế đó mấy ông. Trải qua bao nhiêu cực khổ khó khăn, cuối cùng thì mình cũng gần như chinh phục được tất cả mọi thứ rồi. Và thu nạp được cho mình một dàn harem chất lượng. Bây giờ thì chỉ cần ở nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn thôi mấy ông ạ. Và mình nghĩ là video này kết thúc ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ để lại cho tôi một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.